choáng với số tiền khổng lồ Google chi ra hàng năm để nhờ vào Apple. Google đã phải chi ra 15 tỷ USD và có thể phải trả thêm 20 tỷ USD vào năm sau để đưa công cụ tìm kiếm của mình lên các thiết bị của Apple. Dù được xem là đối thủ không đội trời chung trên thị trường công nghệ, giữa Google và Apple vẫn có những thương vụ âm thầm bắt tay với nhau. Cụ thể, hàng năm, Google vẫn phải trả cho Apple một số tiền không hề nhỏ để mang công cụ tìm kiếm của hãng lên các thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iMac, MacBook. Theo nhà báo công nghệ Philip Emerzaid, từ một tài liệu đầu tư giữa Google và Apple cho thấy trong năm 2020, Google đã phải trả cho Apple số tiền lên đến 10 tỷ USD để đưa Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Safari của tất cả các thiết bị của Apple. Nhà báo Philip Emerzaid cho biết thêm số tiền mà Google phải trả cho Apple đã tăng dần theo thời gian và trong năm 2021, số tiền này đã tăng lên thành 15 tỷ USD và sẽ tăng lên thành 18-20 tỷ USD trong năm 2022. Theo các nguồn tin bị rò rỉ trước đó, Google đã bắt đầu trả tiền cho Apple từ năm 2014 để có thể đưa Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của Google. Số tiền mà Google phải trả trong năm đầu tiên là 1 tỷ USD, sau đó tăng lên thành 3 tỷ USD trong năm 2017 và vọt lên thành 9 tỷ USD trong năm 2018. Dĩ nhiên, Google hoàn toàn có lý do khi chi số tiền khủng như vậy để nhờ vào Apple, khi mà lượng truy cập Google đến từ nền tảng iOS của Apple chiếm đến 50% tổng doanh thu từ các thiết bị di động của Google. Do vậy, đây là thỏa thuận mà cả Google lẫn Apple đều có lợi. Trong đó, Apple vẫn là phía có nhiều lợi thế hơn ở thương vụ này, khi hãng chỉ việc tích hợp Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của mình và đòi hỏi mức giá ngày càng cao khi lượng người dùng các thiết bị của Apple ngày càng tăng. Trong trường hợp Google từ chối mức giá cao mà Apple đưa ra, Apple hoàn toàn có thể chia tay Google để chuyển sang Microsoft và mời gọi Microsoft đưa công cụ tìm kiếm Bing của hãng lên các thiết bị của Apple và nhận tiền từ Microsoft.